Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một món ở Việt Nam cũng có, đấy là ăn kebab. Nhưng mà mình cũng không nhớ lắm kebab ở Việt Nam nó như thế nào, có thể là nó khác hay là như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn trên đường đi Paris. Bây giờ đang rất là lạnh, 1 độ, tuần sau còn là âm 5 độ. Năm nay rất là lạnh. Đây là phố, đây là các cửa hàng, quán bar, quán ăn, quán thuốc này. Quán thuốc mà đẹp quá. Sao đóng cửa nhỉ? Hey, y a Joe Burger, je pense que c'est connu aussi. On demande à Joe. Đây, chỗ này cũng là cái khu có nhiều, khá nhiều cửa hàng. Thì bọn mình sẽ ăn bánh, ăn kebab. Mình ăn kebab vì là trưa nay mình chưa ăn nên muốn ăn cái gì thật là béo, béo ngậy. Ăn khoai tây chiên với kebab. Đây, các cửa hàng bán mật ong. Đây là cửa hàng bán trà sữa trân châu này, trà tham. Hình như bạn mình bảo ở Việt Nam cũng có phải không? Đấy, một cốc trà sữa trân châu thì khoảng 5 euro. Là 100, khoảng 150. Đây. Ờ, đây là một cái khu comment ça s'appelle? Place de la Contrescarpe. Place de la Contrescarpe. C'est là một cái mà bạn mình nói là nó rất là sinh viên, nó rất là phổ biến. Parce qu'il y a beaucoup de bars et de restaurants pas chers ici. Tại vì rất là nhiều cửa hàng và quán bar không đắt cho sinh viên. Đây là bên ngoài cái quán mình sẽ ăn. Đây là quán kebab. Quán kebab mà đẹp không? Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong nhá. Đây là cái cục thịt kebab to chưa? Ở trong này họ còn bán theo kèm các loại salad, bắp cải, thím, cà rốt. À, ở đây ăn ở bàn này thì mình sẽ gọi ở bàn. Đây là bàn họ mang thực đơn đến đây. Bây giờ mình sẽ xem là thực đơn ghế này thì ghế nó cao chứ không phải thấp. Đẹp quá nhỉ, cửa hàng đẹp này. Không phải lúc nào cửa hàng kia bác đẹp này đâu. Đấy. Đây, bây giờ họ lại mang nước ra rồi này. Như lần trước, video lần trước mình giới thiệu với các bạn thì bên Pháp lúc nào họ cũng có nước miễn phí hết. Merci. Merci tiếng Pháp là cảm ơn, chắc các bạn biết hết rồi. Đây là cái trong lúc chờ đồ ăn ra thì mình quay cho các bạn xem. Cửa hàng này trang trí bằng màu xanh. Màu xanh giống của bên theo cái phong cách của Hy Lạp. Mình cũng không biết là kebab, mình không nghĩ kebab ở trên. Đây, người họ đang nấu đây. Đấy, cũng không có gì, cái cục thịt còn to hơn cả người này. Bên bàn ăn này có hoa này, gương, chanh. Vừa nãy mình cũng quay rồi. Còn ở dưới tầng hầm nữa. Mình quay cho các bạn xem lúc họ lấy thịt này. Họ có cái để như là kiểu cái máy bào, rồi cứ bào xuống, họ lại không lấy thôi. Đấy, họ đang chuẩn bị cái đĩa cho mình.
Bông xoa. Các bạn hay nghe bông rua, nhưng mà bông xoa là chào buổi tối. Bông rua là chào buổi sáng. Nên họ mang ra bánh mì, không biết là bánh mì gì đấy. À, ra rồi, đĩa của bạn mình. Trên cái đĩa này. Merci. Đĩa của mình là có thịt kebab này, không có cái bánh mì là họ lấy ra riêng. Có khoai tây chiên, bắp cải tím, cà chua, nước sốt, salad, hành tây. Đây là họ mua để... Còn trong cái đĩa của bạn mình thì có gì? Có gì quá? Gì quá còn giống? Du bœuf et de l'agneau. L'agneau, c'est le bébé de... Mouton. Bébé de mouton ou mouton? Non, c'est le bébé du mouton, l'agneau. Le bébé du mouton, l'agneau. Có thịt kiều, thịt bò, cà chua giống mình, rau thì giống mình, khoai tây cũng giống mình. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ ăn cái này cho các bạn xem. Không có gì để xem cả, chỉ ăn thôi. Mình sẽ qua một nói chuyện. Nói cho các bạn là trông nó ăn như thế nào. Et tu sais ça c'est bien mon petit pot en bien poulet. Ah ça. Ça je sais pas trop. Mình không biết là thịt gì nữa, mình nghĩ là có thịt gà, thịt cừu. Rất là ngon, rất là đậm đà. Không khô. Đây này mình cũng cái bát đây này thuộc dạng là những đồ ăn rẻ ăn nhanh, bình thường thì khoảng 5 euro. 5 euro là 1,5 một suất gồm có đồ uống khoai tây, còn đây là ăn tại chỗ trên cái đĩa như này thì khoảng 10 euro là 200.000, nếu không 5 euro khoảng 100.000 hoặc là trên 100.000. Trop bon.
Manh Tây này thì mình không ăn, để mình tí nữa mình còn đi vào quán bar. Nên là mình không muốn mồm mình toàn mùi hành tây. Bây giờ mình sẽ ăn đến hết cái tiết cái đĩa này. Thế nữa, nếu mà mình đi ra ba mà quay được mình sẽ quay. À, quay lại cho các bạn xem cái đĩa. Ăn mãi mà vẫn còn chưa được, vẫn còn như là còn nguyên ấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cùng ăn. Bọn mình đã ăn xong rồi, bây giờ sẽ đi ra. Mình và bây giờ vừa nãy thì ăn, lúc đi ăn thì trời còn sáng, bây giờ trời tối rồi này. Đấy. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra metro. À, metro ở tiếng Pháp có nghĩa là tàu điện ngầm nhá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi ra tàu điện ngầm. Đây, tiện thể quay cho các bạn xem đường ra tàu điện ngầm rồi. Tàu điện ngầm ở Paris như thế nào. Ơ, ở đây có một cửa hàng Việt Nam này. Yo, let's go Việt Nam nhá. Các bạn thấy không? Sài Gòn không? Đấy là cửa hàng đồ ăn Việt Nam. Nhưng mà nhiều khi ở bên này đôi khi cũng có những cái cửa hàng chủ là tàu nhưng mà xong rồi lại mở đồ ăn Việt, cũng ăn nó cũng không giống ở Việt Nam lắm. Đấy, các quán bar bắt đầu hoạt động. Ở Paris mình thấy buổi tối đẹp hơn là ban ngày. Buổi tối nhiều đèn rồi mọi người cũng đi làm về, nó cũng nhộn nhịp hơn. Đấy, các cái quán bar này, trời lạnh 1 độ mà họ vẫn còn đi ra ngoài ngồi. Đấy. Bây giờ đang đi ra. Có người đi xe máy này. Toàn là nhà chung cư thôi. Paris rất chật người đông. Tu connais ce bar? C'est vrai? Ở đây cũng có nhiều xe máy ra phết. Đây ô tô hai bên đường. Thì lại bây giờ khoảng 7 giờ tối. Crèche, đây là trường mẫu giáo nhá. Trẻ em, một cái xe đạp. Bây giờ bọn mình tiếp tục đi ra bar. Gọi là quán bar nhưng mà cũng chỉ là như là một cái quán rượu thôi, chứ cũng không phải là nhảy nhót sập sình như là kiểu hộp đêm hay là sàn nhảy đâu. Oui, mais je vais encore montrer le bar. Je vais montrer un peu le métro. Tu comprends? Bạn mình. Ah, je sais pas. Ça c'est pas du tout mon chemin par là. Oh, pourquoi tu m'as pas dit? Parce que tu m'as dit d'aller par là. Parce que dans le resto vietnamien, tu m'as dit quelqu'un, peut-être veut quelque part. Mình mãi quay phim thấy là đi lạc đường, bạn mình lại tưởng là mình thích ra đây tưởng. Bạn mình bảo, ôi nhìn này có một con vịt ở trên tường này, dễ thương không? Bạn mình nhắc mình là bây giờ phải đi nói cảm ơn mọi người vì đã xem video, nhưng mà mình bảo là không, mình quay ra đến tận tàu điện ngầm cho các bạn xem tàu điện ngầm. Bây giờ lại phải quay ngược lại. Bên này rất là tốn nhiều thời gian đi tàu điện ngầm. Ít nhất cũng phải là 30 phút. Đấy, đây, cuộc sống. Ở đằng kia có một cái cửa hàng kem Ý rất là nổi tiếng. Hôm nào, đến khi nào mà mùa hè thì mình sẽ đi ăn kem và cho các bạn xem cuộc sống ở đây mùa hè thì nó nhộn nhịp và nó vui hơn rất là nhiều. Mùa đông này thì cũng nhộn nhịp nhưng mà không thể nào mà bằng mùa hè được. Đây. Quay lại cái chỗ vừa nãy.
quay lại cửa hàng Việt Nam. Cũng không có đông người trong đấy lắm. Bên này các bạn biết Việt Nam, bên này có một cái món ngoài nem phở, một món rất là nổi tiếng, đấy là món bò bún. Bên này gọi là bò bún nhưng mà nó là bún bò Nam Bộ, cái bún bò và ăn với thịt bò xào. Bên này gọi là bò bún và nó cho thêm cả tôm rồi nem rồi các thứ vào. Có quán bar thì rất là đông mà có những cái quán này không hiểu sao rất là vắng. Il y a plein de monde et là comme par exemple il y a personne. C'est un peu moins connu ou c'est un peu loin. Các bạn. Xin lỗi các bạn nếu mà cái video nó hơi dài nhá, tại vì mình còn phải đi bộ mới ra được metro. Trời lại hơi tối nên là chất lượng nó cũng không được tốt lắm. Đây là họ đang sửa. Ta đi commenter à dire. Non, ça va. Oh bon. Et pourquoi ils ont couvert les plans comme ça? Hỏi bạn mình là tại sao mấy cái cây ở trên ban công này này các bạn thấy không, nó lại bọc vào. Thì bạn mình bảo là chắc là nó bọc vào như thế để khi mà họ đang sơn sửa lại cái bên ngoài của tòa nhà nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái cây. Thì cũng có thể đây là họ đang sửa, thấy các họ bịt hết không, nhưng mà bên này sửa cũng không nghe thấy nhiều tiếng ồn lắm đâu. Tội là chẳng bao giờ thấy công nhân đứng đấy làm việc cả. Không hiểu. Đây, một đôi ông bà già đang đi ở trước. Ôi, ăn no quá. Đau bụng nữa mà. Đây, sắp đến chưa nhở? Đến tàu điện ngầm nó ngay ở trước mặt rồi. Cái này là đang ở quận 5 của Paris. Quận 5 thì cũng tương đối là trung tâm. Trong Paris nó có chia ra làm 20 quận. Quận càng số nhỏ thì càng ở trung tâm. Quận 1 là trung tâm nhất, quận 20 là rìa. Và nó theo cái hình xoắn ốc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó cứ xoắn như thế, ở giữa là trung tâm là số 1. Đây, bây giờ mình sẽ đi tàu điện ngầm. Các bạn nhìn thấy không? Đây là tàu điện ngầm này. Bây giờ tàu điện ngầm nên là phải đi xuống cầu thang vì nó là ngầm ở dưới đất. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây. Đi xuống. Sao tự nhiên nó lại không nét thế này nhở? Rồi. Nếu mà có hơi rung các bạn thông cảm nhé, tại vì mình phải đi mà. Nhiều khi nó ở 3-4 tầng dưới mặt đất. Mấy cái biển quảng cáo phim rồi quảng cáo triển lãm. Đây. Đây có một cái buồng chụp ảnh tự động, mình không biết tại sao mà rất là hay có cái buồng chụp ảnh tự động ở metro. Đây là nơi cái bán vé tự động. Bây giờ mình phải lấy cái thẻ của mình ra. Đây là nơi đi vào. Je prends juste le mot. Merci.
Đây là cái thẻ. Thẻ của mình. Mình sẽ tích vào đây. Mở ra, đi vào. Cái thẻ này mình phải mua cũng phải 800 euro một năm. 800 euro một năm là cũng phải 20 triệu một năm. Nhưng mà đây không có ô tô thì biết làm sao, mà ở Paris nếu có đi ô tô thì cũng rất là hay tắc đường. Mình đi xuống đây. Đây là chỗ chờ tàu điện ngầm. Đấy, có một cái đang đến nhưng mà là cái hướng kia, không phải là cái hướng mình muốn đi. Thấy không? Cái tàu điện ngầm này mà mình lấy, mình sẽ đi là tàu điện ngầm số 10. Ở Paris có 14 đường tàu điện ngầm, mỗi đường một màu. Cái đường mình sẽ đi đây là đường số 10. Và một phút nữa là nó đến tầm 10 này, các bạn nhìn thấy số 10 màu vàng không? Đây, nó đến đây. Thôi bây giờ mình sẽ, nếu mà xem là nếu như mà không đông lắm thì mình có thể quay, nhiều khi đông còn không có chỗ để đứng nữa. Thôi mình cũng lên mê thôi, họ cũng không muốn mình quay. Lát nữa mình sẽ đến ba, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là đến quán bar rồi. Mình sẽ đi vào trong xem nó có được quay bên trong không. Je veux filmer ou pas? Dedans, je sais pas. Ok. Bây giờ mình sẽ đi vào. Mình sẽ đi vào trong. Bên trong rồi. Đây là bên trong của trong bar nha các bạn nhé, nhưng mà trời hơi tối. Bây giờ mới có 7 rưỡi nên là cũng ít người lắm. Nhìn này, tất cả bar là trống trơn này. Đây là ở bên dưới. Bên dưới quán bar nhá. Mình chưa, thật sự là mình chưa bao giờ đi quán bar ở Việt Nam. Tại vì 18 tuổi. 18 tuổi là mình đã sang Pháp du học, cho nên là không chưa được đi bar bao giờ. Tại vì hồi ở Việt Nam thì 18 tuổi đâu có đi bao giờ đâu. Nhưng mà mình cũng không phải là người thích bar lắm. Đây, tranh vẽ. Tu veux t'installer, mais là c'est trop. Oui, ça se vient. Pardon? Non, tu dis qu'on a réservé, c'est tout, c'est top. Ah, on peut commander ici, depuis l'écran. Oui, c'est ça, mais toi, ok. Đây, đây là chỗ mình ngay tại bàn mình có vòi, vòi bia và mình có thể yêu cầu trên cái màn hình này và nó sẽ chảy, nó sẽ yeah, và couler là oui. Và bia nó sẽ chảy đây, mình hứng luôn tại chỗ này, hiện đại không? Lần đầu tiên mình nhìn thấy đấy. Đấy. Bây giờ mới có 7 rưỡi. Ở Pháp 7 rưỡi người ta còn chưa ăn nên tự nhiên bây giờ hai đứa đi ra ngoài ba, tại vì là phải đặt trước, tí nữa các bạn mới đến. Đây, bây giờ bọn mình sẽ tìm chỗ để ngồi. Đây ở dưới. Có một cái màn hình tivi lớn này, xong ở dưới họ bán dưới này này. Mình sẽ tìm chỗ ngồi nếu mà bao giờ mình
Mình tìm được chỗ ngồi thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem cái máy này nó hoạt động nào, mình cũng chưa dùng bao giờ. Rồi bây giờ bọn mình đã ngồi vào rồi. Bây giờ mới 7 rưỡi thôi nhưng phải chờ các bạn thì sẽ mua hai cốc bia uống trước. Ok, bây giờ bạn mình sẽ chỉ đây. Đầu tiên là đặt cái lấy một cái thẻ này xong đặt lên mình sẽ qua sao? Ok, để lên một cái đọc cái thẻ như này. Le bar s'appelle Au Fur et à Mesure. Ok, F là cái chữ đầu tiên của tên của cái quán bar này. Sau đấy là trên cái bản đồ màn hình này nó sẽ hiển thị này, nó sẽ bảo là xin chào này. Có 30 euro. Mais pourquoi il y a déjà 30 euros? Parce que je viens de mettre 30 euros dessus. Ah, tại vì cái thẻ này mình mua ở dưới kia là mình đã để cho tiền vào đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu là uống. Bây giờ mình sẽ chọn. Nhưng mà bạn mình chọn uống cốc tai này, nó có giá này, mình sẽ chọn. Ah donc alors il faut descendre pour chercher. Non, il t'amène. À, mình sẽ chọn ở đây và họ sẽ mang lên tận nơi cho mình. Mình thanh toán luôn bằng cái thẻ này, rất là tiện đúng không các bạn? Đấy. Qu'est-ce que tu veux boire pour l'habitude? Vas-y, choisis pour toi d'abord. Bạn mình chọn một cái mojito. Có mojito. Đây là dâu tây, xoài, framboise, phúc bồn tửa. Và một cái mojito classic là bình thường. Toi tu veux quoi la bichoune? Mais t'as déjà choisi pourquoi? Oui. Non. Si, bien sûr, mojito mangue. Mangue? Et moi? Bah toi, je te demande ce que tu veux du coup. Bah, je sais pas. Ah. Oh, est-ce qu'il y a de boissons sans alcool? Oui, c'est ce que j'ai pris. Boisson. Non, mais mojito, c'est avec alcool. Non, j'ai pris Virgin Mojito. C'est moi, mojito sans alcool. Ah, moi aussi. D'accord. Alors, Virgin Mojito. Et lequel tu veux de Virgin Mojito? Mình cũng sẽ chọn giống như bạn mangue aussi, j'ai envie. Hein? Mangue. Mangue aussi? Donc, nên là bây giờ, oui, c'est le mangue. Hai bọn mình chọn hai cái mojito xoài. De... không có chất gây, không có cồn. Commandé après. Và sau đấy là mình sẽ bấm vào nút để gọi. Họ hỏi mình có xác nhận là gọi hay không. Ça bớt. Ça c'est bon. Ê, đấy là họ đỏ là một số người sẽ lên và đưa cho bạn. Bao giờ lên mình sẽ cho các bạn xem. Đây bây giờ thì mình đã gọi được lên hai cốc nước. Có một người bạn đã đến rồi, gọi một cốc bia và đây là xúc xích phun khói. Voici une tradition française, le découpage de xúc xích. Cái xúc xích này là xúc xích. Non, celui de l'apéro, c'est ça. Xúc xích này là xúc xích phun khói, bên trong có hạt hạt này mình không biết gọi là hạt gì. Giống như là hạt óc chó nhưng không phải hạt óc chó, và ăn kèm với bánh mì. Đây là một cái rất là truyền thống của Pháp, có rất là nhiều loại. Trên cái máy này vừa nãy mình nhìn ít nhất cũng có phải 20 loại xúc xích như này. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Nhưng mà mình sẽ, vì là các bạn đến rồi mà họ cũng không muốn quay lắm cho nên là mình sẽ không quay. Nên là mình sẽ, mình không quay mặt và mình cũng không quay ăn, mình chỉ quay đến đây thôi. Là mình sẽ tiếp tục cái c'est bon. Mình thôi bây giờ video đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh này của mình. Nếu như mà các bạn có muốn biết thêm về cuộc sống ở Pháp như thế nào thì các bạn có thể subscribe về cái kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, chúc các bạn ngày vui vẻ.